Dự án cải tạo nút giao thông phía Tây cầu Trần Thị Lý là hơn 725 tỷ đồng. Đây là công trình trọng điểm của Đà Nẵng được đưa vào sử dụng vào cuối tháng 3 năm 2022. Việc xây dựng công trình đã làm hư hỏng nhiều nhà dân quanh khu vực này. Tuy nhiên đến nay thì vấn đề bồi thường vẫn khiến cho người dân bức xúc, cho chậm trễ và chưa thỏa đáng. Khoảng 30 hộ dân tại đường Duy Tân, quận Hải Châu đang phải sống trong cảnh thấp thỏm do nhà cửa bị hư hỏng vì ảnh hưởng từ công trình cải tạo nút giao thông phía Tây cầu Trần Thị Lý. Đặc biệt là dù đã thống nhất về trách nhiệm khắc phục tổn thất, tuy nhiên nhiều tháng qua, người dân vẫn chưa nhận được tiền bồi thường dù dự án đã đi vào hoạt động từ lâu. Như nhiều hộ dân ở khu vực, nhà chị Minh ở đường Duy Tân bị nứt nhiều vị trí, lan cả đến cột bê tông, khiến nước thấm dột mỗi khi trời mưa. Dù ban quản lý dự án đã đến đo đạc mức độ hư hỏng và lập biên bản đầy đủ, nhưng đến nay vẫn chưa trả tiền đền bù cho người dân. Là dãy đường Duy Tân bị hết. Dạ. Với lại phía sau này thì có nhà em với nhà chị em nữa. Mấy anh vô coi là thấy nứt cái tường rồi, những cái mặt bằng rồi những cái đường đó, từ nhà rồi nứt cái rồi đó. Thì bây giờ đề nghị các cấp rồi xem xét và ủng hộ cho mấy chị em với lại mọi người dân ở phía trước, những nhà mà làm đường đi họ nứt hết rồi. Họ xuống cấp hết. Cho nên họ rất sợ mùa mưa bão. Anh Hải ở số nhà 08 mặt đường Duy Tân cho biết, nhà anh xây năm 2019 bị ảnh hưởng nhiều do dự án thi công. Sau khi nhận bản công bố giá trị bồi hoàn của đơn vị bảo hiểm ngày 15 tháng 9, anh cùng các hộ dân đều không đồng tình vì cho rằng mức chi trả này chưa tương xứng với thiệt hại. Cái trước thì mình không biết bên công trình hay bên bảo hiểm gì rồi chi đó. Nó làm là dân đây là gọi lên đó là nó đưa về một cái bản trước đó là nhà được 40 mấy triệu, nhưng mà sáng nay đưa lại cái thông báo xuống là có 10 triệu mấy trăm. Đây người dân mong muốn thì đền bù thỏa đáng cho người dân, tùy theo nhà ít nhà nhiều chứ, nhưng mà phải thỏa đáng cho người dân chứ không phải như nhà từ đây là như số tiền 10 triệu là người ta không thỏa đáng. Ban quản lý dự án đầu tư công trình giao thông thành phố Đà Nẵng cho biết, công tác kiểm đếm xác định hư hỏng phải thực hiện nhiều thủ tục nên bị chậm trễ, đồng thời chưa thống nhất được mức chi trả cho nhiều hộ dân ở khu vực này. Trên cơ sở cái giá bảo hiểm công bố, nếu các hộ dân đồng tình thì ban sẽ kết hợp với nhà thầu để tiến hành chi trả. Còn đối với các hộ dân mà chưa đồng ý thì sẽ tiếp tục làm thủ tục mời tái kiểm, hoặc là có thỏa thuận khác để thỏa mãn nguyện vọng của người dân. Đơn vị này cũng cho biết có gần 50 nhà bị ảnh hưởng do quá trình thi công dự án với tổng mức đền bù theo bảo hiểm là hơn 700 triệu đồng. Để bảo đảm chi trả cho người dân, ban sẽ làm việc với các nhà thầu và bảo hiểm để đôn đốc thực hiện chi trả cho người dân trong thời gian tới.